Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Thơ gái 12 bên nước trong giờ đục chịu. Mặc dù xã hội đã ngày càng tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn những mảnh đời bất hạnh bị vướng phải tấm trọng tệ bạc. Điển hình là cô gái sau đây, 3 ngày một trận nặng, 5 ngày một trận nhẹ. Và đỉnh điểm là cô phải nằm thoi thóp trong vũng máu với nhiều vết thương chí mạng. Vậy chi tiết vụ việc là như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng đến mạng ngay sau đây. Những ngày qua, người dân huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao bàn tán về thảm án kinh hoàng xảy ra tại xã Bình Sa. Có lẽ những người tận mắt chứng kiến vụ án cũng không thể tin nổi, gã chồng lại nhẫn tâm sát hại vợ mình một cách dã man đến vậy. Gây án xong, để mặc người vợ trẻ nằm gục trên vũng máu, hắn quay trở về nhà như chưa có gì xảy ra. Tìm hiểu sự việc, phóng viên đã được nghe người trong cuộc tiết lộ những thông tin khiến dư luận phải phẫn nộ về kẻ sát nhân. Chiều tối ngày 14 tháng 8, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Sa Văn Hiệp, sinh năm 1985, ngụ xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam, để điều tra vụ án giết người dã man tại xã Bình Sa. Điều khiến nhiều người xót xa, nạn nhân trong vụ án đau lòng trên, chị Bùi Thị Mộng Ly, sinh năm 1993, quê xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam, lại chính là vợ của tên hung thủ máu lạnh. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Hiệp nhờ bạn chở tới nhà mẹ vợ để gặp Ly. Sau một hồi cự cãi, hắn đã đuổi đánh chị Ly khắp xóm. Khi đang bỏ chạy, chị Ly vấp ngã. Lập tức hắn dùng một con dao dài khoảng 30cm thủ sẵn trong người. Trước đó, đâm vào lưng vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng kèm theo mất máu nhiều nên chị Ly đã tử vong. Hai ngày sau khi vụ thảm án xảy ra, phóng viên tìm về xã Bình Sa để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân của sự việc. Vừa vào nhà nạn nhân, chúng tôi đã cảm nhận được cái không khí tang thương bao trùm. Người đau đớn nhất là bà Huỳnh Thị Lan, mẹ nạn nhân. Trong khoảnh khắc đứa con rể mất hết tính người, tận mắt bà phải chứng kiến cảnh con gái kêu cứu rồi gục xuống giữa vũng máu mà không thể làm gì. Chưa hết khủng hoảng sau cú sốc quá lớn đó, nhưng khi phóng viên đến thăm viếng, bà Lan vẫn gượng dậy. Bà xót xa kể lại, trưa hôm đó, khi Ly vừa từ nhà ông ngoại về thì thằng Hiệp từ đâu xông tới. Chúng nó cãi nhau về chuyện giành nuôi con, nghĩ là vợ chồng nó chỉ xích mích một chút nên tôi khuyên chúng từ từ giải quyết. Tôi vừa dứt lời, thằng Hiệp liền giật lấy thằng bé tôi đang bế trên tay, ném xuống sàn nhà. May mắn là cháu tôi không bị thương ở đâu cả. Sau đó thằng Hiệp rút con dao nhọn trong túi ra, định đâm Ly, nhưng con gái tôi may mắn tránh được. Ông nhà tôi đứng bên cạnh thấy vậy, liền chạy tới can ngăn, song cũng đành bất lực. Đâm trượt vợ xong, chưa hả dạ, nó còn dùng dao dọa giết ông nhà tôi. Thấy chồng mình dùng dao định giết bố, chị Ly vừa chạy đến đầu ngõ vội quay lại. Ngay lập tức, Hiệp buông bố vợ ra để truy sát chị Ly. Chạy được một đoạn, chị Ly vấp phải cành củi khô và ngã xuống. Lợi dụng lúc này, hắn dùng dao lao tới, đâm một nhát vào lưng vợ. Khi nạn nhân cố gượng dậy bỏ chạy, hắn đâm thêm một nhát nữa, khiến chị Ly gục ngay tại chỗ. Trò chuyện cùng phóng viên, bà Trần Thị Ngọc, một người dân trong thôn kể lại. Trước đó tôi thấy hai thanh niên chở thằng Hiệp đi trên một chiếc xe máy tới uống rượu ở một quán nhậu trong xóm. Một lát sau, chúng nó chạy tới nhà bà Lan. Thằng Hiệp vào trong nhà gây sự, hai đứa còn lại đứng ngoài đường. Lúc nghe tiếng kêu thất thanh, tôi chạy ra xem có chuyện gì thì đã thấy cháu Ly nằm gục trên vũng máu. Còn thằng Hiệp tay cầm con dao dài dính máu đi lừng lững giữa đường rồi nhảy lên xe cùng hai thanh niên kia bỏ chạy. Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Thu, dì ruột hung thủ cho biết, chiều hôm đó thằng Hiệp trở về nhà thú nhận với mẹ và dì rằng đã giết vợ. Lúc đó tôi tưởng nó say rượu nói nhảm nên không để ý. Đến khi gia đình Ly gọi điện qua, chúng tôi mới bàng hoàng. Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng thời gian sau khi thi trượt đại học, Ly lặn lội từ Quảng Nam vào Sài Gòn kiếm việc làm. Tại đây, cô quen và chơi thân với em gái của Hiệp. Sau này, em gái Hiệp đã cho anh trai số điện thoại của Ly để hai người làm quen. Nói chuyện qua điện thoại được một thời gian, Hiệp ngỏ lời mời Ly về nhà gặp mặt. Sau một tháng trực tiếp hẹn hò, đôi trai gái đã nảy sinh tình cảm. Cô gái trẻ nhận lời yêu Hiệp và cùng nhau khăn gói vào Nam kiếm sống. Khi Ly phát hiện mình mang thai, hai người lập tức trở về quê xin hai bên gia đình được tổ chức đám cưới. Trước đó, gia đình Ly biết Hiệp từng vào tù ra tội nên khuyên con gái chấm dứt mối tình này. Mặc dù thương cha mẹ, nhưng cô gái trẻ không muốn bỏ Hiệp khi đã mang thai. Tôi nghe mọi người xung quanh kể thằng Hiệp mới ra tù, chưa được một năm thì quen với Ly. Thấy con mình yêu người có điều tiếng không tốt, người làm mẹ như tôi cũng chỉ biết lên tiếng khuyên ngăn nó. Nhưng đến khi chúng từ Sài Gòn về thì con bé đã lỡ mang bầu nên gia đình đành chấp nhận. Gia đình tôi hy vọng sau khi lấy nhau, thằng Hiệp sẽ đổi tính đổi nết, tu chí làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con. Thế nhưng, chưa được mấy ngày, hai vợ chồng đã xảy ra chuyện xích mích. Nhiều lần, con Ly bỏ về nhà, nhưng sau khi bố mẹ khuyên bảo lại ngậm ngùi trở lại nhà chồng.
bà Lan nói trong nước mắt. Được biết sau khi lấy nhau về, hai vợ chồng Hiệp và đứa con trai 7 tháng tuổi sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống của họ luôn trong tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Dù đã có vợ con, Hiệp không chịu tìm việc làm ăn mà thường xuyên nhậu nhẹt, chơi bời với những đối tượng lêu lổng. Mỗi lần đi đâu về, hắn lại bắt đầu đánh mắng vợ. Ngay cả với mẹ ruột của mình, Hiệp cũng luôn tỏ thái độ hỗn xược. Nhiều lần chứng kiến con trai vô cớ đánh vợ, ông Sa Văn An, 63 tuổi, và bà Nguyễn Thị Liễu, 58 tuổi cũng không khỏi bực mình. Có lúc người mẹ chồng còn lấy thân mình ra để đỡ đòn cho con dâu. Bà Liễu vốn là một người đàn bà nết na hiền thục. Thấy con trai lấy được người vợ xinh xắn, đảm đang như ly, bà cũng cảm thấy hài lòng. Dù là mẹ chồng nàng dâu, nhưng giữa họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Sau khi ly sinh được đứa cháu nội bụ bẩm, bà Liễu lại càng yêu quý con dâu hơn. Bà bỏ công dạy dỗ con dâu, từ làm việc nhà đến chăm sóc con nhỏ. Ly cũng thương bà Liễu như mẹ đẻ của mình vậy. Theo lời kể của bà Liễu, cách đây hơn một tháng, Hiệp đi uống rượu về, vô cớ gây sự với vợ. Trong cơn bực tức, Hiệp cầm một cây gỗ lớn, phản tới tấp lên người Ly. Thấy con dâu bị đánh, bà vội lao vào, giằng cây gậy của thằng con trai côn đồ vứt đi. Hiệp liền quay sang đánh luôn cả mẹ đẻ, khiến bà bị gãy tay trái, phải đưa đi bệnh viện bó bột. Từ lúc xảy ra án mạng, bà Liễu chỉ biết khóc vì cảm thấy có tội với con dâu và thương cho đứa cháu nội bà bỏ bê công việc, chạy xuống nhà bố mẹ đẻ của Ly để tạ tội cho thằng con sát nhân của mình. Trước lúc chia tay chúng tôi, người mẹ bất hạnh này kể, có lần con dâu bị đau bụng mà trong nhà không có tiền, bà phải đi vay mượn quanh làng rồi để đưa Ly đi viện. Cúi mặt xuống nhìn đứa cháu tội nghiệp còn ẩm ngửa, bà nức nở. Mới được mấy tháng tuổi mà mẹ mất, cha tù tội. Mai này lớn lên, khi nó biết được chuyện đau lòng về cha mẹ mình, không biết nó có chịu đựng nổi không. Trao đổi với phóng viên báo chí, đồng chí Nguyễn Tăng Tuấn, Phó Công an xã Bình Sa cho biết, đối tượng Sa Văn Hiệp trước đây đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hiệp từng dùng dao đâm người khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mãn hạn tù, Hiệp không chịu bỏ thói chơi bời mà thường xuyên gây rối làm mất an ninh trật tự trong vùng. Tới khi lấy vợ, đối tượng này vẫn không hề thay đổi. Nhiều lần Ly bỏ về nhà mẹ đẻ thì Hiệp đến quấy nhiễu, buộc chúng tôi phải tới nhà giải quyết. Ngày hôm đó gia đình có điện báo cho lực lượng công an trong xã, nhưng khi chúng tôi xuống tới nơi thì mọi việc đã quá muộn. Bạo lực giữa người chồng đối với người vợ trong gia đình có thể thấy là dạng bạo lực phổ biến nhất giữa các thành viên trong gia đình. Hành vi người chồng gây ra chủ yếu và lớn nhất là bạo lực về thể chất, đây là dạng dễ nhận thấy và bị lên án mạnh mẽ nhất. Sở dĩ đa phần người đàn ông sử dụng nắm đấm để dạy vợ là do họ không nhận thức được rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, không phải tất cả hành vi bạo lực của người chồng đều là bạo lực về thể chất, mà có những lúc họ dùng nhiều cách khác để gây ra những tổn thương về tâm lý cho người vợ, như mắng mỏ, chửi bới, xúc phạm danh dự, hoặc có những hành vi cưỡng bức về tình dục, kiểm soát về kinh tế. Qua sự việc trên, chúng ta thấy rõ cần có những giải pháp mạnh đối với các đối tượng xấu này nhằm cải thiện nhận thức và cuộc sống của con người, giúp xã hội ngày một văn minh, tiến bộ hơn. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!